Dạ vâng, hello các bạn. Là từ ngày mà tiệm này khai trương thì hôm nay là thứ bảy, ngày 7 tháng 10 2023, mình mới ghé lại. Tại vì hôm nay ở bên phía đền Đức Thánh Trần có tổ chức lễ huý kỵ cho Đức Thánh Trần, thành ra mình cũng ghé qua. Mặc dù là đến nơi thì đã vãn tuồng, mọi người đã về hết rồi, nhưng mà sẵn như vậy thì mình mới ghé qua, thì sẵn hôm nay cũng ghé lại luôn. Thì nghe nói là họ hôm nay là họ sẽ có một vài chiếc xe VinFast để đem đến đậu, để coi như là để coi ở trong đây có anh Vũ Hoàng Lân ở đây. Có Vũ Hoàng Lân, có một người cũng có biết mình, nhưng mà để coi. Tức là anh Vũ Hoàng Lân là cũng ngồi ngay cái ghế trung tâm, ghế ở ngoài đầu tiên, bước vào cửa là thấy liền, tức là cũng không có gì hết. Thành ra là mình ghé lại để tham quan, cũng bắt được hình anh Phú Sa TV Vũ Hoàng Lân thôi. Rồi rồi nếu vậy thì mình xin ở đây là bị kẹt không có vô được, thành ra mình xin là mình xin đi ra ngoài cửa này. Nói chung là tiệm chắc là to go nhiều hơn, khá là đông. Và coi như là anh Vũ Hoàng Lân thì ngồi trong đó nhưng mà không có làm chương trình. Và như vậy là coi như là mình đây là cái con đường Magnolia và Bosa. Nó cũng không hẳn là trung tâm, nhưng mà nó là chỉ cách chéo ở bên Phước Lộc Thọ thôi. Và bên phía bên kia đường là khu chợ ABC, bánh mì chè Cali cũng rất là nổi tiếng.